Thầy Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày những ngày cuối tháng của năm của tháng 12 năm 2019. Thầy Luân rất vui khi được quay trở lại với toàn thể quý hàng, và lời đầu tiên xin được gửi lời chào chúc sức khỏe đến toàn thể quý hàng. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý hàng một video clip. Ngay lúc này đây thì Thành Luân đang có mặt tại xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tại gia đình nhà chú Chúc. Đầu xuân năm mới, Thành Luân chúng tôi là có ghé thăm gia đình nhà chú Chúc ở xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trước đây thì Thành Luân cũng đã bàn giao một số bộ nội thất phòng khách của gia đình nhà chú, và ngày hôm nay chúng tôi có dịp về thăm, ghé thăm gia đình nhà chú và có một đoạn video clip giới thiệu với toàn thể các khách hàng cái siêu phẩm đỉnh cao đẳng cấp đang được trưng bày trong không gian phòng khách của gia đình. Và xin mời quý khách theo chân Thầy Luân đi vào để khám phá cái không gian phòng khách, phòng ăn của gia đình nhà chú Chúc, cô Huế ở tại xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và xin mời. Trước tiên đi vào với không gian nội thất của gia đình nhà chú Chúc thì chúng ta cùng tham quan một cái dàn lan của chú đây. Đấy, chú Chúc là một người rất thích chơi đồ gỗ và chơi lan, các cây lan rất đẹp, lan thế cực là đẹp luôn. Thành Luân chúng tôi thì không am hiểu nhiều về cái lan, vườn lan này. Đẹp tuyệt vời luôn, phong cảnh của chú rất đẹp. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết không gian phòng khách của gia đình. Và ngay đầu tiên bước vào căn phòng khách của gia đình thì chúng ta nhìn thấy một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi Thành Luân đã kê vào cho gia đình nhà chú, kệ tivi kiểu mõ đồng tiền bằng gỗ mun. Và tiếp theo đây, một bộ nội thất siêu đẳng cấp. Trên màn hình khách đây đang thấy đây là chú Chúc. Trước đây Thành Luân cũng đã bàn giao bộ bàn ghế cho gia đình chú Chúc thì cũng đã có một đoạn video clip rồi, nhưng hôm nay tiếp tục là có dịp ghé thăm gia đình, lưu lại một số hình ảnh ở tại không gian phòng khách của gia đình nhà chú. Bộ bàn ghế nghe bao đỉnh cột 15 cũng có 10 món hàng siêu khủng gỗ mun, một loại gỗ rất quý hiếm hiện nay trên thị trường thì rất chi là hiếm có luôn. Mùn 100% là mùn được nhập khẩu từ Lào, và không với các loại mùn Indo và miền các loại mùn khác cho bộ ghế này. Bây giờ ở trên thị trường, khách hàng nếu không tinh ý về gỗ mùn, chúng ta có thể mua phải các cái loại gỗ mùn Indonesia. Mùn đó thì nó rất rẻ, cho vào nhìn nó cũng lơ lớ mùn Lào. Như Thầy Luân tôi là nói không với các sản phẩm đó. Và phía bên cạnh đây là chiếc đồng hồ cây bằng gỗ mùn, máy cơ 8 gông, máy cơ 8 công, hàng siêu VIP luôn. Máy này là 100% máy của Đức, máy cũ của Đức, made in Germany. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng đây, không gian phòng khách của gia đình nhà chú Chúc, và toàn bộ là các sản phẩm siêu đẳng cấp và siêu đỉnh cao. Đường nét hoa văn họa tiết tôi làm rất kỹ. Và cái máy, cái mặt đồng hồ này, mặt đồng hồ chúng tôi là đúng cái mặt cũ luôn. Đấy, bình thường có các cái mặt bằng sứ, mặt số này bằng sứ này, cả ốp sứ này, nhưng mà chúng tôi là ít sản xuất bởi vì cái đấy nó diêm rúa quá, nhìn nó không được cổ kính như cái mặt đồng hồ tròn đẹp như này. Rất đẹp, siêu đỉnh cao luôn. Bộ nội thất không gian của gia đình nhà chú Chúc của nó là tuyệt vời. Bộ ghế kê vào nó rất phù hợp với không gian của gia đình. Chiếc đồng hồ và bộ bàn ghế cộng một chiếc kệ tivi. Và chúng ta sẽ cùng đi vào phía trong, phía không gian phòng ăn của gia đình. Cũng là một bộ bàn ghế ăn được Thành Luân chúng tôi kê vào đúng không gian vị trí của gia đình. Chú Chúc bật cho cháu cái tivi lên cho đẹp. Cảm ơn. À, chúng ta sẽ cùng đi vào phía không gian phòng ăn. Phòng ăn thì Thành Luân cũng bàn giao lắp đặt cho gia đình nhà chú bộ bàn ghế hoa lan tây Louis bằng gỗ hương đá, gồm có 10 ghế, một bàn dài. Hàng này là hàng siêu VIP, được đục chạm thủ công bằng tay, 100% đục chạm thủ công bằng tay, đục thủ công bằng tay 100%. Đấy, mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu về sản phẩm trên thì vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967110389 và 0972770888. Và ngày hôm nay là ngày cuối tháng của là tháng 12 2019 và cũng sắp đến ngày Tết Nguyên Đán rồi, thì thay mặt Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý hàng có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cái tháng cuối năm này.
siêu phẩm, để một siêu phẩm bàn ghế ăn. Siêu phẩm bàn ghế ăn bằng gỗ hương đá Mohana Tây Louis. Hàng toàn bộ được đục chạm thủ công bằng tay, 100% đục thủ công bằng tay. Và nói không với đục CNC trên bộ bàn ghế này. Rất đẹp và rất đỉnh cao. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Và chúng ta lại quay trở lại với không gian phòng khách và gia đình. Rất đẹp, rất đỉnh cao. Kệ tivi này, bộ bàn ghế Nghê Bảo Định. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ phần đơn theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Chúng ta sẽ cùng xoay quanh một vòng bộ bàn ghế này. Chiếc bàn thì rất lớn luôn và đường nét hoa văn được đục chạm thủ công, 100% đục chạm thủ công bằng tay. Chiếc ghế dài này rất to và hoành tráng và toàn bộ đường nét hoa văn ở trên bộ bàn ghế này được đục thủ công bằng tay 100%. Và tất cả các loại gỗ mùn trên các cái thanh gỗ, từng thanh gỗ một thì chúng tôi chọn lọc gỗ rất kỹ, chọn vân rất chia tuyển, vân rất đều và đẹp, vân cực đẹp luôn. Chiếc ghế đơn này rất đẹp hoành tráng. Vâng, hôm nay là ngày cuối tháng 12/2019. Chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà chú Chúc ở xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngày hôm nay chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình nhà chú để quay một số sản phẩm trước đây đã bàn giao gia đình nhà chú Chúc ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Trên màn hình quý khách đang thấy đây là chú Chúc, là chủ nhân của gia đình và cũng là chủ nhân của các sản phẩm mà thương hiệu đồ gỗ Thành Luân. Trước đây chú về trực tiếp cơ sở Thành Luân để đặt hàng, và sau thời gian chúng tôi chế tác thì chú về kiểm tra các phần mộc, sau đó là Thành Luân hoàn thiện và bàn giao gia đình chú. Thì chú rất ưng ý về các sản phẩm của Thành Luân. Chú chưa về. Đây là bộ kệ tivi kiểu mõ đồng tiền cũng bằng gỗ mun. Nó có lỗ đấy em ơi, có lỗ đấy. Tuyệt vời, phải nói là các siêu phẩm mang thương hiệu Thành Luân đã được kê vào không gian của gia đình. Nó tôn vinh lên cái vẻ đẹp không gian của gia đình rất chi là đẹp. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân, cháu xin chân thành cảm ơn chú Chúc và gia đình. Và nhân dịp đầu xuân năm mới 2020, xin kính chúc chú đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe, mạnh phúc, luôn luôn tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành quả trong năm mới. Xin trân trọng cảm ơn chú và gia đình. Thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Mọi người đừng quên đăng ký kênh của Thành Luân để liên tục nhận các thông báo mới nhất về các sản phẩm được cập nhật hàng ngày. Chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.